Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Do mưa lớn kết hợp các thủy điện xả lũ khiến nước sông Mã và sông Chu lên cao, làm hàng ngàn hộ dân khu vực ngoài đê thuộc thành phố Thanh Hóa bị ngập lụt. Chiều 24 tháng 9, ông Hoàng Văn Mão, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố đã có mặt tại bờ đê sông Mã để kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt, ứng trực, hỗ trợ người dân. Theo ông Mão, thời điểm hiện tại, phường Thiệu Dương có 1.743 hộ trong tổng số 2.218 hộ dân sinh sống ngoài đê bị ngập lụt. Từ ngày 22 tháng 9, khi nước sông Mã dâng cao, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa, phường Thiệu Dương đã tổ chức di rời 585 nhân khẩu tới nơi an toàn. Do nước lên không quá nhanh nhà các hộ dân tương đối kiên cố nên chính quyền thực hiện sơ tán di rời tại chỗ sang nhà anh em họ hàng hàng xóm. Tại phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, do nước sông Chu lên cao nên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân sống ở ngoài đê. Chính quyền địa phương cũng lập trạm gác ngay tại bờ đê từ ngày 22 tháng 9, cắt cử lực lượng ứng trực 24 trên 24 để giúp di rời dân, theo dõi, xử lý các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, mưa lớn cũng đã khiến nước sông Lèn dâng cao, hơn 700 ngôi nhà của xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngập trong biển nước. Người dân phải dựng lán tạm trên đê để đồ đạc, nuôi gia súc, nhiều hộ dân đang phải sống trong cảnh cô lập. Bà Đinh Thị Mai, sinh năm 1956, cư dân tại tiểu khu Tương Lạc cho biết đây là lần đầu tiên trong gần chục năm qua, người dân mới chứng kiến cảnh nước lụt cao như vậy. Bà Mai nói: "Nước bắt đầu dâng nhanh trong buổi chiều, đến tối nước vẫn tiếp tục lên, chúng tôi không dám ngủ, phải canh để chủ động sơ tán." Theo bà, nước sông Lèn năm nay tràn vào nhà vẫn chưa đạt đỉnh so với các năm 2007 và 2017. Ngoài ra, gia đình anh Lê Văn Dũng, sinh năm 1994 ở thôn Chế Cầu, xã Yến Sơn cho biết nước sông dâng nhanh khiến anh không kịp trở tay. Khi thấy nước dâng bất thường, anh đã nhanh chóng kê đồ đạc lên cao và đưa đàn lợn hơn 30 con lên bờ đê để làm lán chăn nuôi tạm, đồng thời phải làm lán cho lợn sống tạm trên đê cũng như gia đình anh Dũng, các hộ dân ở thôn Chuế Cầu đã mang đồ đạc lên đê để trú tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại tài sản. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cho biết, sau khi nắm bắt tình hình xả lũ và dự báo mực nước sông Lèn dâng cao, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an và quân đội để hỗ trợ di dời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn ngay từ sáng ngày 22 tháng 9. Chiều 24 tháng 9, Công an xã Đắc Duy Răng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu hộ một người dân bị mắc kẹt trên sông Ayun, đoạn tiếp giáp xã Đắc Jirang và xã Lơ Pang, huyện Mang Giang. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp bị nước cuốn tại cầu Lơ Pang, sông Ayun. Lực lượng công an xã Đắc Jirang tới hiện trường, phát hiện anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, trú tại Hà Long 1, xã Ca Đăng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, đang mắc kẹt giữa dòng sông chảy xiết. Sau đó, lực lượng của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 cùng công an huyện Mang Giang, công an xã Đắc Giang phối hợp để tổ chức cứu hộ. Khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Anh Thắng cho biết mình đã bị mắc kẹt tại đây từ ngày 16 tháng 9. Khu vực này hẻo lánh nên suốt nhiều ngày không có ai phát hiện. Trong thời gian này, anh đã bám được vào những bụi cây ở giữa sông. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế xã Đắc Giang để kiểm tra tình trạng sức khỏe và điều trị các tổn thương. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa thông tin, trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều xã gồm Thọ Thanh, Xuân Cao, Xuân Dương, Ngọc Phụng, Luận Thành. Sau mưa lớn nhiều ngày, cộng với xả lũ hồ cửa đạt. Mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 khiến nhiều đập tràn, cầu trên địa bàn bị hư hỏng, ngập lụt, chia cắt. Toàn huyện Thường Xuân có 273 hộ dân với 1.057 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân tiếp tục chủ động di dân. Đáng chú ý, mưa lũ phức tạp đã khiến sập cầu Bến Nhạ qua xã Tân Thành và một phần đổ sập xuống dòng sông Đàn trong đêm 22 tháng 9. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, cầu bến Nhạ bắc qua sông Đàn nối hai thôn Thành Lãng và Thành Lợi. Để đảm bảo cho người dân lưu thông, ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời vị trí cầu bị trôi để người dân lưu thông. Trường phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thường Xuân, ông Lê Hoàng Cường cho hay hồ cửa đạt vẫn tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400 m khối một giây. Mực nước trên sông Chu đạt mức báo động 3, 22 m ở Thượng Lưu và 18 m ở Hạ Lưu. Theo ông Cường, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đang tập trung lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ tại các đập tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông cường cũng khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc phòng chống lũ, tránh sự vụ đáng tiếc xảy ra. Nguồn tin từ công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chiều 24 tháng 9 đã tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp tiếp theo trục vớt nhịp cầu phong châu bị sập. Chủ trì hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Cương, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ khẳng định, nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động 88 cán bộ chiến sĩ, 2 tàu 400 tấn, 1 tàu 750 tấn, cầu 450 tấn, cần cầu máy đục 450 tấn cùng nhiều phương tiện để tiến hành phá giữa bê tông mặt cầu bị sập và tìm kiếm những người mất tích. Bộ Chỉ huy quân sự sẽ lập 3 tổ tuần tra cơ động tìm kiếm nạn nhân dọc hai bên bờ sông, các xã, phường, ven sông bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích thợ lặn của công an tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân mất tích khu vực cầu sập các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp nhịp nhàng để tổ chức tìm kiếm cũng như xử trí khi tìm thấy thi thể nạn nhân đảm bảo nhanh chóng kịp thời ngoài ra sở giao thông vận tải phú thọ có trách nhiệm huy động nhân lực phương tiện tổ chức đục cắt rỡ từng bộ phận của cầu phong châu đưa lên vị trí tập kết trong khi đó, lữ đoàn 249 được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lắp cầu phao đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật tình hình thủy văn, tốc độ dòng chảy để các cơ quan chủ động phương án trục vớt và tìm kiếm. Các thành viên tổ giám sát việc phá rỡ cầu, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác trục vớt cầu. Cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác dân vận, thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời để động viên tinh thần, an ủi các gia đình có người thân mất tích. Tỉnh Phú Thọ cũng sẽ duy trì tổ công tác túc trực hai bên đầu cầu 24 trên 24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.